Năm học 2019-2020, ngành giáo dục huyện Tam Nông có gần 990 học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp huyện. Chất lượng phổ cập giáo dục ở các bậc học được duy trì và nâng cao. Trong năm học, toàn huyện có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia là 50 trên 56 trường, đạt 89,2%. Năm học này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tam Nông đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài và các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học. Các nhà trường tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh bước vào năm học mới.